Em Yến chào cả nhà. Chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh của Trần Trọng Phạm ngày hôm nay nhé. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái dòng ly cao, ly thơm ở bên em, bao gồm có màu đỏ và màu hồng carbon. Thời tiết năm nay thì thật sự mà nói chắc là các bác cũng cảm nhận được ạ. Lạnh thì rất lạnh và nắng thì cũng rất là nắng. Đấy là lý do mà nhiều anh chị em đang làm ly ở khu vực em là rất là vất vả. Rất nhiều gia đình ly là đang thui, gần như là thui hết. Hôm nay cái lượng ly rất là ít. Bình thường các bác có thể thấy là khu này bên em là khu chuyên làm ly. Tất cả những cái diện tích này chuyên làm ly. Nhưng mà năm nay gần như là không có luôn. Hôm nay mọi người gần như là ngưng luôn. Và một số cái dòng hoa bày Tết, trang trí Tết của năm nay làm không thể làm nổi. Đấy nên là ly năm nay, thực sự là ở bên em ly năm nay cái số lượng rất là hạn chế các bác nhé. Ví dụ như dòng hoa cát tường năm nay nở sớm hết. Tất cả đều nở sớm hết các bác ạ, chứ không nó không được như năm ngoái. Năm ngoái cát tường thì lại nở muộn, năm nay thì nở sớm quá. Được cái ly, cái vườn ly em đang quay cho cả nhà thì được cái là chăm nó đúng vào thời, gần như là đúng thời lượng, nên là tầm này bắt đầu cái bông nó đã được như thế này rồi, và chỉ trồng tầm 20 ngày nữa thôi, 20 ngày nữa là thoải mái rồi các bác nhá. Ly thường thì bên em sẽ bán bắt đầu tầm từ 18 trở ra. Các bác lưu ý là bên em ly là ly chậu. Cái ly chậu bên em là ly chậu 5 cây các bác nhá, chậu lục giác nhỏ 5 cây. Cái dòng ly hồng này năm nay của bên em ấy thì nó sai nụ hơn cái dòng ly đỏ các bác nhá. Dòng ly hồng thì sai hơn dòng ly đỏ, và cái cây thì cái cây thì nó cũng khá là bụ bẫm và đẹp. Các bác lưu ý là ly ở bên em là ly chậu ạ. Ly chậu ở bên em rất là ít cắt, chỉ có trừ năm nào mà một số tỉnh thành từ xa về mọi người chuộng ly cắt đấy. Mọi người thích ly cắt quá thì bên em mới cắt thôi. Vì khi mà ly cắt đấy thì sẽ di chuyển được nhiều, chứ còn những cái ly như này thì di chuyển nó không được số lượng nhiều ấy. Alo ạ. Dạ vâng, anh hỏi gì đấy ạ? Vâng. Vâng, cô ơi, cô chờ con mấy phút nhá. Con đang quay video cây cho khách, cô chờ con mấy phút con gọi lại luôn ạ. Đây là dòng ly hồng các bác nhé. Đây là dòng ly hồng carbon như em vừa chia sẻ với cả nhà đấy. Năm nay thì dòng ly hồng carbon này với các dòng ly đỏ ấy, thì bên em thì tương đối là đẹp như em vừa nói đấy. Em chỉ chuyên về hai cái dòng cơ bản nhất thì chơi để bán năm nay thôi, nên là mà cái số lượng nó cũng không nhiều lắm ấy, em chỉ đủ để bán lẻ của năm nay thôi. Nên là các bác mà quyết định lấy cái dòng này thì các bác có thể inbox cho em sớm một chút, bởi vì là năm nay cái lượng hàng nó cũng không có nhiều, mà do tình hình dịch bệnh nữa, di chuyển xe cộ nó rất là khó khăn luôn, nên là em sẽ gọi là ưu tiên để chuyển những cái khu vực gần hơn, vì nhiều tỉnh đi xa bây giờ là không làm gì được. Cái ly này em sẽ nhận đặt cọc bắt đầu từ thời điểm này cho đến hết ngày, và đến tầm khoảng 17 âm nhá. 17 âm là em sẽ giao cho khách rồi, em sẽ giả hàng cho khách rồi các bác nhá. Cái dòng ly thơm này thì chắc là các bác mà những bác nào mà bày trang trí Tết năm nào cũng hay chơi ly ấy, gia đình nào mà hay trưng bày ly ấy thì chắc là các bác ấy cũng quen rồi. Ly thì nó sẽ có dòng ly thơm và ly không thơm. Bên em năm nay cả hai dòng ly đều đầu tư vào dòng ly thơm, và chỉ có
tức là bên em chủ đạo là hai màu cơ bản, đó là màu hồng, màu đỏ và màu hồng carbon thôi. Vì cái màu vàng vàng ấy, cái màu vàng vàng ấy đa phần là khách bên em không chuộng lắm. À, nhất là các cái đại lý, nhất là các đại lý bán lẻ bên em, mọi người không chuộng ly lắm, không chuộng ly vàng ấy ạ. Chứ còn ly đỏ với ly hồng thì rất là lạ đấy. À, đây các bác có thể thấy đây, đây sang cái dòng ly hồng carbon nhé, 2, 4, 6, 7 tai. Thường thì ly thì chỉ dao động từ 4 đến 5 tai, thường thì là trung bình là 5 tai, nhưng mà năm nay các bác có thể thấy là cái mức độ tai rất là sai đúng không ạ? Tai toàn 5, 6, 7 thôi, 2, 4, 6, 8, thậm chí có những cái cây 9, 10 tai luôn. Dòng ly đỏ như em vừa nói, tai thì rất là ít hơn dòng ly hồng. Nhưng mà được cái ưu điểm của nó là cái ly đỏ này các bác biết rồi đấy ạ, bông nó rất là to. Cái ly đỏ năm nay như em chia sẻ với cả nhà là nó sẽ dao động từ 4 đến 5 tai nhá. Từ 3 đến 5 tai, chuẩn chỉ là từ 3 đến 5 tai. Thi thoảng có cái tai 4 thôi. Đấy, video em chia sẻ nó như nào thì nó y đúng như thế ở bên ngoài. Tránh trường hợp sau này các bác lại bảo là em chia sẻ nó không đúng. Chống dòng ly hồng ấy, ly hồng thơm này thì tai năm nay thì khá là sai. Nếu mà thời tiết cứ nắng ấm như thế này ấy, thời tiết chiều lòng người như này thì em nghĩ là ly năm nay sẽ nở sớm tầm 1-2 ngày so với cái dự kiến. Tức là nó sẽ có thể là nở trước cái ngày một vài bông to nó sẽ nở trước. Bên em thì năm nào cũng có các dòng ly nhá các bác nhá. Ly lùn, có ly lùn này, có ly cao này, và là dòng ly trung này. Năm nay ly trung thì không được nhiều lắm, ít nên em không quay video. Nhưng mà hiện tại bây giờ các dòng ly cao bên em thì tương đối nhiều. Về cơ bản là hai dòng này, nhiều ngưỡng của năm nay thôi, chứ còn so với mọi năm thì là ít các bác ạ. Và các bác mà bác nào mà chúng ta hay bán những cái dòng ly này vào Tết ấy, mà bán ly chậu ấy, thì các bác có thể liên hệ trước với em để chúng ta có thể đặt. Vì cái hàng này ấy, thường thì năm nào cũng thế, không chỉ mỗi năm nay, năm nào bên em cũng nhận khách đặt trước cái ngày mùng 2 đến mùng 5 âm. Và hàng sẽ chỉ trả khách trong vòng thời điểm từ ngày 17 đến hết ngày 20 âm thôi, còn muộn hơn là bên em không trả nữa. Vì lượng hàng năm nay nó vừa xe cộ hạn chế, vừa lượng hàng năm nay không nhiều, nên là em sẽ nhận khách đặt dao động trong từ hôm nay cho đến hết ngày mùng có thể là em sẽ nhận lên đến ngày mùng 10 âm các bác nhé. Hết ngày mùng 10 âm thì em sẽ chốt đơn. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp trên hai số điện thoại chính của em là 0982 149636 và 0973 324846 nhé. Và em chào tất cả mọi người nhé.